Ok em, và chúng ta sẽ trở lại với một video ngày hôm nay. Đó là chúng ta sẽ sau đồ của cao thủ nha em ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sau đồ cao thủ Tống Giang. Hiện tại cao thủ Tống Giang đang có trên đầu là Kim Nghiên Sói, là có kỹ năng vũng vốn có một cấp em ơi. Đó, Kim Nghiên Sói là toàn là kỹ năng có một cấp của dòng băng hội em ơi. Ngày hôm nay Tống Giang có cho mình được là 93.079 điểm và giết là một sơ là 309 và giết quên giết người là 309 là một sơ 1, tử vong 43 lần và liên chạm 42. Ngày hôm nay thì khả năng được top 8 em ơi. Rồi chúng ta cùng xem xét đồ của cao thủ Tống Giang như thế nào nha. Ôi trời ơi, cao thủ Tống Giang xét đồ khá đẹp em ơi. Đầu tiên chúng ta thấy đó là một mặt nạ thiên tử hai cấp thiên địa vô cực em ạ, hai cấp thiên địa vô cực đó. Ví dụ như Khải đang là 22 thì đó là đang là 24 rồi nha anh em. Rồi 24 kèm với một phi phong kỹ năng vốn có một cấp là 25, kèm với dòng Kim Nghiên Sói trên đầu đó là 26 kỹ năng nha anh em. Kèm với dòng đầu là 26 kỹ năng. Nếu mà cái này có thêm cái dòng kỹ năng một cấp skill 90 của cái Evan mùa này nữa thì sẽ có 27 kỹ năng anh em ạ. Nếu vậy là kì, nếu mà sơ sơ thì tổng qua thì Khải thấy là Tống Giang phải 26 đến 27 kỹ năng nha anh em. Bèo lắm 27 kỹ năng. Và chúng ta cùng xem xét đồ của Tống Giang nha. Trước khi chúng ta vào sau xét đồ thì đã thấy Tống Giang có 27 kỹ năng. Rồi, kèm với một cái tiết họ tinh sinh lực 200. Một xét đăng bang Hòn Mỹ, một xét đăng bang Hòn Mỹ 19.8 25.94 27.108. Một ngập bội kháng kẻ 3, kháng độc 3. Đâu, kháng kẻ 3, kháng độc 30. À, quá đẹp anh em, một xét đăng bang khá đẹp dành cho võ đan, phá này phá gì đây. Đúng rồi, võ đan anh em ạ. Một cây vũ khí loi sát nội công 199 anh em ơi. Hiện tại đang sử dụng một cây vũ khí xanh lôi sát nồng công 99, có thể nói là mắt ộp hoàn toàn em ạ. Khá chất lượng. Kèm với một cái nón thủ lý 2 sorry là một nón kháng hỏa 25 chống 40 sinh lực lực. Một bộ tay thủ lý 2340. Một áo phụ hồi 40 25 kháng hỏa và 20 sinh khí. Và một đai lưng 1840. Một đôi giày 40-30. Một 40-30 kháng lôi em ơi, 30 kháng lôi thì tính ra thì có 80 chón từ nón áo và 80 lượng chậm từ bao tay và đai lưng. Và một cái đôi giày kháng lôi 30 nha mọi người. Đó, kèm với gia truyền kháng lôi 27 nữa thì anh này được kháng lôi tầm trên 6x nha em. Đó. Rồi. Kèm với đụng máu thì khá ok, bù vào cái tiết sau họ tin này vào ok rồi. Nhìn sơ qua thì chúng ta một điểm sơ qua thì không biết là xét đăng bang này là thời hạn thiên tử hay là gì, nhưng mà khả người chắc là xét này là xét thiên tử nè em ơi. Kèm với mặt nạ thiên tử. Đầu tiên chúng ta thấy xét đồ này thì khả nghĩ là xét này là xét thiên tử nha, tại vì là server vừa rồi ra chính thức hai xét. Set đầu tiên là của Đông Phương, set thứ hai là của Chiến Hemmet là hết rồi nha mọi người. Ok, vậy là chúng ta cùng khẳng định đây là set của thiên tử nha. Set thiên tử thì gia truyền 19.8, ngọc bội 33. Rồi set thiên tử thì đấu giá bao nhiêu Khải không biết, nhưng mà Khải nghĩ một set thiên tử trong vòng 7 ngày này nó phải trị giá từ 1 triệu cho đến 1 triệu rưỡi nha. Trị giá 7 ngày nha. Rồi mặt nạ này cũng vậy nè mà. Đấu giá chắc cũng tầm hơn 1 triệu đến 1 triệu rưỡi nha. Đó, hai món này món thiên tử 7 ngày nha. Mặt nạ này với lại bộ ăn băng là 7 ngày. Đó. Thì hai cái này chắc đấu giá chắc hơn 2 triệu nè mà. Rồi, đi kèm với một cái nón kháng hỏa 240 thì nón này khoảng khả nghĩ khoảng tầm 4 dòng thì khoảng tầm hơn gần 1 triệu đi, gần 1 triệu. Rồi một áo 6 dòng, áo này sẽ phải tầm 1 triệu 2, 1 triệu 3. Bộ tay này thì khả nghĩ chắc cũng tầm hơn 2 triệu. Bộ tay này 4 dòng mà rất đẹp nè mà, 2340. Đôi đai lưng 15-18-40 thì đai lưng này khả nghĩ chắc cũng tầm 10 kim nè em ơi, 10 kim khoảng tầm 700 nghìn. Đai lưng tầm này khá rẻ rồi, tại vì nó min nè mà. Rồi một đôi giày mắt ọp 5 dòng. Đôi giày này thì Khải nghĩ chắc còn hơn 1 triệu hơn nè mà. Kèm với cả vũ khí này thì Khải nghĩ là tổng xếp đồ này mà cả những đồ ăn, cả những đồ thiên tử 7 ngày như thế này á, thì Khải nghĩ xếp đồ này gồm 5-4 tím thì trên dưới cũng hơn chục triệu nè mà. Hơn chục triệu vì ổng động nha nè. Hơn chục triệu vì ổng động. Cái này là xếp thiên tử 7 ngày nha. Nếu mà xếp mát thì xếp này phải trên 20 nha nè. Xếp này mát phải hơn 20 nha nè mày. Đó. Nếu mà xếp này mà vĩnh viễn là hơn 20 ấy, nội cái xếp là không hơn 20 triệu nữa. Mà hiện tại Khải khẳng định là xếp này thiên tử 7 ngày nha nè. Tại vì là mùa vừa rồi mới 2 xếp thôi, Hemmet với lại Đông Phương sở hữu thôi. Hôm nay là chắc chắn là thiên tử rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay. Và anh em đang xem live đừng quên đỡ lại cho cao thủ Tống Giang, một trong những cao thủ khác khác năm ơi. Cỡ cả dòng Kim Nghiên Sói này nọ thì anh ta là đến gần có thể nói là 26-27 Q90 nè. Thì lượng đam lực tay rất là tốt. Đó, đánh cỡ này vừa sau top 1 này mà, quá tuyệt vời này mà. Và anh em xem video đừng quên ủng hộ cho cao thủ Tống Giang, một like cho sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Đó, hôm nay Khải được top 8 rồi mày. Hôm nay đánh có mấy lắc thôi mà không ngờ hôm nay được top 8 luôn này mày. Không ngờ luôn, gọi là một trận đánh quá bất ngờ luôn. Rồi, anh em cảm ơn anh em đã theo dõi video, đừng quên đỡ lại cho Khải một like cho sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với hoạt động ngày buổi tối ngày hôm nay nha. Huy và Khôi Hiền Tinh. Vừa rồi Hiền Tinh máy này. Hiền Tinh 2. Úi trời ơi, một phi phong nữa. Hôm qua cũng được top, hôm qua cũng được phi phong anh em ơi. Và hôm nay cũng được phi phong luôn. Hôm qua là Khải được top luôn á. Hôm nay cũng được phi phong, hôm nay top 8 nha.
Rồi cái này phần được Khải cho Gammy nha mọi người. Làm gì làm con Gammy càng khỏe thì mình sẽ có hiệu ứng đánh tốt hơn nè. Rồi bây giờ thì Khải sẽ trở về hoạt động của ban đi, trả lời câu hỏi như là phong độ chơi tới nha nè. Nhớ like chia sẻ mạnh nha anh em, like chia sẻ mạnh nha mọi người ơi.